Khu này uh, em có tất cả là 40 căn nha, vừa mới hoàn thiện xong hết rồi. Và ngày hôm nay thì uh, công ty em bắt đầu là bắt đầu gửi vô sàn chạy trước tiên rồi và cũng bắt đầu uh, nhận cọc cũng như là booking cho khách hàng giữ chỗ trước. Ở đây thì uh, em làm cái mẫu nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Nó khác với cái mẫu uh, em làm rất là nhiều rồi là một trệt một lầu một lửng ha. Nhà này thì uh, trên lầu em có ngăn ra hai phòng ngủ riêng biệt luôn và có hai phòng vệ sinh. Đường trước nhà thì em làm đường bê tông có cống thoát nước, đường bê tông này 4 mét nha. Và vị trí này nó nằm rất là gần chợ Đức Hòa, nằm gần hơn so với khu nhà 1.200 căn của em nữa. Uh, khu này là em xây sâu cho nên là cái mẫu nó sẽ mới hơn và em sẽ xây đẹp hơn. Uh, diện tích của nó là ngang 3 m 2 và sâu vào là 9 mét nha anh chị. Một trệt một lầu ha, hai phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. À, giai đoạn đầu này thì em sẽ để giá thấp thôi Của anh chị mình mua thì em sẽ để giá là 490 triệu nha Và tất nhiên là khu mới thì bao giờ em cũng sẽ có chính sách trả góp cho anh chị mình chưa có đủ tiền à, 490 là giá tổng và để mà nhận nhà thì anh chị mình đưa trước 300 Còn lại 109 thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình trả góp Trả góp dài hạn ha à, Cái lãi suất thì em sẽ hỗ trợ trong vòng khoảng 6 tháng đầu là không lãi suất nha Sau thời gian 6 tháng thì mình sẽ tính cái lãi suất là 1% trên tháng nha anh chị đây là không gian của cái nhà vệ sinh trên lầu ha. Ở đây thì em có gắn thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Còn đây là không gian phòng ngủ thứ hai nè, phòng ngủ đầu tiên. Và phía trước đây sẽ là không gian phòng ngủ thứ hai ha. Nhà này là hai phòng ngủ nha. À, vị trí này của bác anh chị ra lại đường 824 rất là gần luôn, chỉ có 100m thôi. Tí xíu nữa em sẽ ra cái mặt trước em quay cái mặt trước của bác anh chị mình xem. Nhà này cái ban công em làm nó thoáng hơn nó rộng hơn. Đó, đây là ban công trước nhà của mình ha. À, hiện tại là em đã cơ bản là em đã hoàn thiện phần thô cũng như là hoàn thiện những cái uh, uh, được chín mươi phần trăm rồi uh, chỉ còn cái khâu vệ sinh thôi và một số điểm uh, uh, phía trước mặt tiền này nè em sẽ làm cho nó xong luôn đó là sẽ bắt đầu uh, mở bán thời điểm này em đang lên danh sách các sàn để em gửi ha thì em sẽ gửi cho một số sàn chạy trước tại vì vị trí này nó tới 40 mươi căn lận thì em sẽ gửi sàn cái đường đây là cái đường dẫn vào khu nhà của mình nha còn cái bên cái lô đất này thì em sẽ dự định là em sẽ làm một cái siêu thị uh, minimart mini mart. một cái siêu thị uh, 24 giờ ha và làm một cái quán cà phê ngay đây đó em sẽ tua nhanh một xíu ra đường chính nha anh chị cái đường đi vào em sẽ chừa cái lỗ giới là ba mét rưỡi nha và đây là cái đường uh, uh, bê tông dẫn vào khu nhà của mình và từ vị trí này của bác anh chị mình uh, đi ra tới đường lớn 824 cái chỗ xe tải chạy ngang qua đó đó để em dâm lên to lên nè cái đường 824 này nè đó ra tới đây thì nó chỉ có là 50 m thôi và từ cái mặt tiền đường bê tông này vào nhà của mình khoảng 50 m nữa thì tổng cộng là 100 m nha anh chị. Còn cái đường này là đường thông hai đầu ha, một đầu là là ra 824 hồi nãy em quay đó. Còn đầu này thì dẫn vào khu dân cư và đường này đi vòng vòng nó cũng sẽ dẫn ra lại đường 824 thôi. À, khu vực này thì dân cư đông rất là đông rồi. Ở đây thì mình có khách sạn có nhà hàng đầy đủ hết. Dân cư ở đây là dân địa phương anh chị, người ta ở lâu đời rồi. Đây ha. Đường rất là sạch nha khu này có nước máy rồi nha anh chị khu này là một trăm phần trăm là bốn mươi căn là đều có nước máy rồi ha đồng hồ điện là riêng biệt hết nha và em nhắc lại diện tích là ngang ba giờ chín giá là bốn trăm chín và có hỗ trợ trả góp đưa trước bốn trăm à, được trước ba là nhận nhà nha còn lại là mình sẽ trả góp đây là cái đường vào của mình này đây là khu nhà của mình ha rồi bán chị mình quan tâm thì liên hệ với em phương thì ở bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ của bán chị mình đi xem nhà nhé